Gửi cho anh em luôn, hôm nay cái phần tiếp theo này cũng rất là quan trọng anh em. Đó, mình đi gòn giữa bảng ha. Cái này mình đi gòn màu xám là tiệp màu, đi gòn nhỏ xíu luôn anh em. Đó, kỹ sư đang cẩn thận dán cái băng keo giấy để đi ròn ha. Và hôm nay chúng ta cũng lấy mực chữ ha, lấy mực chữ để chúng ta gắn led lên cái nền bảng đặng cho nó dạ chừng nhiều cái chữ alu chừng mica anh em. Đó, cái lằn mực kỹ sư dán nhỏ xíu luôn nè anh em. Đó, chút xíu mình quay cái cận cái chai silicon cho anh em xem luôn, để anh em đôi khi không thấy chai keo hiệu gì nên hỏi mình lu bu, đôi khi mình trả lời chậm ha. Đó, kỹ sư quét nhẹ 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 đó. Anh em có thể lấy tấm phồng mà dẻo nhỏ nhỏ mấy anh em quét cũng được ha. Đó, mình ở đây cái alu màu xám, mấy anh em mua cái keo xám luôn cho nó tiệp màu cho nó đẹp. Đó, mình làm nhỏ mình rất chỉ ra treo lên thì nhìn là thấy nó liền mí luôn, nó rất là đẹp anh em. Đó, dán đều rồi mình thay ra rồi mình lột keo thôi. Rồi bây giờ kỹ sư chơi sang lấy ngón tay rồi quét luôn anh em, chứ không có cần lấy tấm foam gì hết. Đó, quá bầy hầy quá dơ luôn anh em ơi. Đó, nhưng mình nhờ mình đè ngón tay nên cái lằn ron nó ăn vô trong luôn anh em, nó thấm năng vô chồng lên rồi nó liền mí rồi nó dính luôn, nó cũng đẹp. Đó, vuốt nhẹ một hai vòng cho nó đều keo, nó đừng có bị phồng keo lên chút xíu ha, nó tiệp nó đẹp, nó đều keo là mấy anh em lột cái băng keo giấy ra là đẹp rồi. Đó, xong bây giờ kỹ sư lột luôn nóng hổi luôn nè anh em. Nó có lằn keo nhỏ xíu luôn đó. Đây, đây chai silicon mấy anh em đang xài đây anh em. Đó, Apollo A300 anh em. Nó mình quay về anh em thấy rõ đó. Đó, còn bên đây mình xài mica trắng ha, dạ led luôn. Em trai đang lột ra. Chỗ nào sừ sừ thì mình lấy mà giấy nhám mình chà chà lại. Đó, này mình cắt bằng máy laser anh em, bén ngót luôn, cái cạnh nó rất là sắc bén, rất là đẹp. Đó, một sấp dày lên mình uống, mình để chân phía dưới chân cho nó già ra, nó sáng rực anh em. Rồi bây giờ mấy anh em tiếp tục lột cái lớp bọc ở trên cái nền bảng alu xám ha. Đó, mình lột xong là mình định vị cái chữ đặng mình có cái vị trí đặng mình lắp led cho nó chính xác, nó phân bổ cái màu cái ánh sáng cho nó đều nghe anh em. Đó, mình lột từ từ để cho khô keo hết rồi mình lột ha. Đó, lúc đầu mình chỉ lột cạnh viền ngoài, mình đi ron của cái viền vàng thôi, nhưng mà đợi nó khô cứng hết rồi mình mới lột bên trong, để trong khi quá trình anh em làm đôi khi mình đụng chạm rồi nó cũng dơ cái bảng. Rồi bây giờ ông thợ lấy cái bảng thiết kế để kế bên. Đó, tùy theo cái logo cái nền chữ ông thợ đo theo kích thước trên thiết kế anh em. Đó, đo từ mí trên của bảng xuống, từ trái qua, từ phải qua, để mình sắp cái chữ, các logo, các tình tiết trên bảng nó đúng vị trí. Để mình lấy mực mình dán led vào nền cho nó phân bổ ánh sáng cho nó đều anh em. Đó, cái này chưa uống chân, không thợ để trước đằng gá vô cho nó dễ ha, chứ anh em uống chân rồi thì để vô đôi khi nó cũng hơi lu bu. Đó, chỉ hết nghề cho anh em luôn rồi đó. Anh em nhớ là đăng ký kênh ủng hộ mấy anh em bên mình nha. Đó, chỉ là nhiệt tình luôn anh em.
Đôi khi làm lâu quá mà súp nó không tăng, chưa đạt được nút bạc cũng buồn lắm anh em ơi. Đây, đây cái bảng thiết kế ông thợ để kế bên đây. Ở trên bảng bên thiết kế nhớ để cái kích thước cụ thể trái phải để anh em dễ nắm. Rồi bây giờ ông thợ lấy mực luôn đây. Đó, nhìn theo thực tế của bản vẽ mình đo trên cái nền bảng, mình lấy mực rồi lấy thước mình gạch mờ mờ rồi mình gá cái chữ vào thôi anh em. Đó, cái bền nền bảng xám rồi cái viền vàng nữa, quá trời nổi, quá trời sang, quá trời đẹp anh em ơi. Gắn cái chữ mà dạ lét nữa là rất là sang luôn. Đó, cái viền mấy anh em làm cái góc khéo quá trời khích, quá trời đẹp luôn đó. Đó, sau khi có lặn mấy anh em mới sắp chữ lên. Đó, cái khâu này mấy anh em cũng khâu nào cũng khá là quan trọng, mấy anh em làm đúng kỹ thuật thì cơ bản nó đẹp với xài bền. Đó, cái bảng lớn quá một người gạch cái cạnh chữ ở phía dưới, người phía trên thì lấy mực của mấy cái dấu ha, nó cho nó cân đối nó chính xác. Rồi bây giờ mình sắp vào thôi. Đó, mình sắp vào mình đánh dấu mực để mình dán lét thôi anh em. À, khi thiết kế mấy anh em cũng thiết kế phân bổ led theo cái mẫu ha, để rồi khi mình dán không đều á, có nơi ánh sáng sáng quá, có nơi mờ mờ cũng không tốt, nó phân bổ phải cho đều hết cái bảng thì nhìn nó mới sang, nó mới đẹp anh em. Họ kỹ sư là đo để cân đối cái dấu phía trên. Đó, đo ông thợ coi phải đúng chiều cái chữ đang sắp cho nó chính xác anh em. Đó, sơn ở đó anh em sơn cái viền chữ rồi đó. Làm xong thành phẩm mà lột cái viền trắng mới sơn ra là nổi là đẹp dữ lắm đó luôn anh em. Đó, mấy anh em lãnh được mấy cái bảng này thì làm cũng kha khá tiền ha. Đó, kiểm tra khoảng cách một người để đầu dưới canh đúng mực, đầu người trên cũng đo cái kích thước ha, cho nó chuẩn nó ngay ha. Mình làm cẩn thận đúng cái bản vẽ là mình xong rồi là mình ụp lên mình dán nó rất là nhanh anh em. Đó, đầu này kỹ sư cũng cẩn thận phân bố đều luôn. Đó, dấu mực đồ này kia mấy cái chữ đồ phải cho ngay hết. Đó, mình phân bổ logo rồi cho nó đều hết anh em. Đó, người chỉnh trên người chỉnh dưới vậy đó, lấy mực rồi dán led vào là tới tiếp là mình làm cái chân chữ ha. Rồi video làm đi ron với lấy mực chữ với sắp chữ của mình xin tạm dừng ở đây. Khâu sau mình làm uốn chân led này kia mình quay tiếp anh em xem.